Lý do để bạn thấy rằng mình vẫn cực kỳ may mắn và vô cùng hạnh phúc giữa cuộc đời. 1. Nếu hàng ngày bạn vẫn phải nấu cơm, rửa bát, điều đó chứng tỏ bạn vẫn có cơm để ăn. 2. Nếu bạn phải thông cống, sửa điện, điều đó chứng tỏ bạn vẫn đang có một ngôi nhà để ở. 3. Nếu đôi khi con bạn làm cho bạn khó chịu, cháu bạn làm bạn mệt mỏi, điều đó chứng tỏ bạn đang có một gia đình. 4. Nếu bạn vẫn phải tốn tiền chi phí xăng xe, điều đó chứng tỏ bạn vẫn đủ sức khỏe thơên thể để lái xe. 5. Nếu ai đó khen, chê, nói xấu bạn vì lướt web, chơi phây, thơ, ca, hò vè trên mạng, điều đó chứng tỏ bạn vẫn đủ sức khỏe tinh thần. 6. Nếu bạn vẫn phải quét sạch lá rụng đầy sân, đầy đường hàng ngày, điều đó chứng tỏ bạn chưa phải nằm một chỗ. 7. Nếu nửa kia của bạn cự cãi bất đồng với bạn, điều đó chứng tỏ bạn vẫn còn đủ cả đôi. 8. Và nếu sáng sớm trùng báo thức làm bạn vội vàng bật dậy dập chuông, điều đó chứng tỏ bạn vẫn còn sống để bước vào công việc ngày mới. 9. Nếu vào mỗi ngày cuối tuần, vợ, chồng bạn vẫn có thể cùng các con về thăm bố mẹ nội ngoại, điều đó chứng tỏ bạn vẫn còn những thần Phật sống để mừng vui và báo hiếu. Đừng kêu ca phàn nàn vì những điều khó chịu, hãy cảm ơn cuộc đời đã cho mình tất cả mọi thứ. Hãy nhấn like và theo dõi Nguyễn Văn Hành mỗi ngày.